Khang với My mong là hai đứa sau này khi mà cưới nhau về á, thì sẽ biết yêu thương nhau, thông cảm, biết chia sẻ, lắng nghe nhau. Đúng rồi. Với lại Khang muốn gửi lời cho Trúc á, là nếu mà Phát á, mà nó có bát nháo á, thì Trúc cứ thẳng tay mà quýnh nó cho Khang. Khang với My lúc nào cũng ủng hộ, bảo kê Trúc bên này hết. Hai Phát, hai Trúc, chúc mừng đám cưới, trăm năm hạnh phúc, đồng bạc thành long, trăm năm hạnh phúc, chúc chúc và Phát trăm năm hạnh phúc. Lâu năm rồi, bây giờ tụi con đã thành hôn. Mẹ cũng chúc cho tụi con được trăm năm hạnh phúc.